Chào tất cả quý vị chị chúng ta đang tìm bất động sản để kinh doanh dòng tiền và tại thời điểm này những bất động sản có thể khai thác được dòng tiền. Đây là những bất động sản mà được rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là những bất động sản khai thác dòng tiền được như thế này quý vị. Đó. Ở đây chúng ta có thể thấy ạ, hệ thống dãy trọ Hoàng Bách. Đó. Và ở đây là hiện tại phòng đã phủ kín quý vị. Tại khu công nghiệp BKM trở thành Bình Phước giai đoạn 1 này đã hoạt động từ năm 2018 và bây giờ đã phủ kín lên tới 90%. Và ở đây Nhà trọ xây lên bao nhiêu là hết bấy nhiêu nha quý vị nha. Có bao nhiêu phòng cầu nhân thuê hết quý vị. Đó hiện tại trên cái trục đường thì chúng ta có thể thấy ạ là bắt đầu này đổ gạch để chuẩn bị xây cái cái bồn hoa bồn cây đó quý vị. Rồi vỉa hè thì cũng đã làm làm xong rồi và bên này cũng đang chuẩn bị đổ vỉa hè đó quý vị này. Cây xanh đã trồng vỉa hè đã làm và chuẩn bị cấp sổ tái định cư cho người dân. Đặc biệt cái cú mà có sổ quý vị tại BKM trên thành Bình Phước sẽ rất là tốt và sẽ rất là nhiều nhà đầu tư trở về cái thị trường BKM nha quý vị nha ở đây đường nhựa 16 m vỉa hè mỗi bên 8 m lòng nhựa là 8 m luôn quý vị à, vỉa hè mỗi bên 4 m đất chúng ta được xây dựng tự do chúng ta có thể xây dựng nhà trọ như thế này hoặc chúng ta có thể xây nhà cấp 4 đấy như thế này trước mắt chúng ta rồi tiếp theo đó bên này cũng đang làm đèn chiếu sáng đầy đủ các tiện ích chúng ta có thể xây những căn nhà cấp 4 để ở luôn tại khu vực này cũng được với giá bất động sản ở khu vực này quý vị nhé đó chúng ta có thể xây nhà trọ những cái vị trí như thế này đi tương đương như thế này ngang năm sau 30 giá hiện tại chỉ dao động từ 5 triệu một mét vuông thôi anh chị ạ 5 triệu một mét vuông là chúng ta đã sở hữu 150 mét vuông ở đây rồi nghĩa là khoảng 700 hơn 700 đó 700 cho đến 800 triệu là sở hữu được một nền 150 mét vuông đất ở đô thị phun thổ cư hạ tầng bao đẹp luôn quý vị đó tại BKMX trên thành Bình Phước những anh chị đã từng đầu tư BKMX hoặc chúng ta đã từng đầu tư ở v ship mỹ phước chẳng hạn đó chúng ta sẽ nhìn thấy cái tương lai ở à, BKMX trơn thành nha quý vị nha anh chị quan tâm tới đất nền và có tiềm năng sinh trưởng tốt trong tương lai đặc biệt là có khu công nghiệp của BKMX thì chúng ta quan tâm gọi cho trọng thơ số thoại trọng thơ để trên trạng cá nhân